Rồi. Hãy chú ý, đừng thực hành liền, hãy xem thầy làm để tí nữa không cần hỏi lại nha. Rút kinh nghiệm từ mấy cái lần trước, các bạn không chú ý xem, xong rồi phút sau các bạn hỏi lại 2-3 lần. Rồi, mình sẽ bắt đầu. Đây là giao diện của chúng ta, trang web có tên là robotify.com, tại robotify.com ở phía trên này nha. Rồi, để đăng nhập mình chọn vào chữ sign màu đỏ góc trên bên tay phải, kích vào chữ sign. Rồi, sau khi kích vào chữ sign mình có cái giao diện như thế này. Mình sẽ có ID và password. Hai cái này được cung cấp trong mail cho giáo viên hướng dẫn của các bạn. Rồi, hãy liên hệ giáo viên hướng dẫn để nhận được hai cái này. Rồi các bạn đăng nhập vào ID với password và chọn login. Kích vào login. Nhớ, tài khoản này là tài khoản thi. Nó sẽ ghi điểm của các bạn và mang tên các bạn. Kết quả sẽ dựa trên cái tài khoản này. Các bạn đừng có lộ tài khoản nha. Rồi, sau khi đăng nhập với giao diện như thế này, các bạn mở một cái link. Link này được cung cấp cho giáo viên hướng dẫn trên group Zalo. Đây, cái link nó như sau. Ví dụ cho các bạn khối cấp 2 thì cái phần bên này nó sẽ có chữ Android 710. Cái link như thế này nha. Còn đối với các bạn khối 1 á, cấp 1 á thì sẽ có chữ Android 16. Đó, chỉ làm hai bảng như vậy. Rồi, đây là giao diện của chúng ta. Ở giữa là bảng xếp hạng. Đó, ví dụ khi thầy thử thử hôm qua nè. Cái vị trí của thầy hiện tại á là bây giờ là 35. Là có 34 bạn top trên thầy. Giờ mình muốn xem cụ thể á, mình kích vào chữ leaderboard. Thì một cái bảng leaderboard sẽ hiện ra. Đây là cấp 2. Cái bảng nằm top 1 nó ghi vàng nè. Là 165.040 điểm. Đây là của một lần chạy code chứ không phải là cộng dồn. Rồi, tương tự ta có khối cấp 1. Khối cấp 1 top 1 đang là 116.890. Đó là bảng xếp hạng. Có những bạn vào nhầm khối, thi nhầm link thì mình không được tính điểm nha. Ví dụ như là cái bạn này cấp 2 mà thi vào khối cấp 1 chẳng hạn, ví dụ thôi, thì bạn này sẽ không được tính xếp hạng. Mặc dù vẫn có điểm ở trên đây. Rồi, bên phải của chúng ta là phần giả lập. Đây, các bạn sẽ được thông báo khi bạn rớt hạng hoặc lên hạng. Đây, ví dụ thầy đã rớt xuống 36 rồi. Rồi, thì bên phải là cái phần giả lập ha. Bên trái là phần các khối lệnh của mình. Đây, mình sẽ có các khối lệnh mới trong mua của mình cũng như trong session. Đây, chính khối lệnh mới. Bây giờ mình sẽ đề cập tới cái này. Rồi, bên phải là phần giả lập như thầy hay nói. Trên cùng là thời gian, điểm số, quay, quay là cái lượt tới đó, máu, số đàn bên phải. Và cái nút này là nút run, nút chạy câu lệnh. À, cái điều đó. Giờ thầy sẽ nói về từng cái khối lệnh nha. Đầu tiên, trong phần mua của mình, cái câu lệnh quan trọng nhất là câu lệnh xoay cái tháp pháo tới một cái vị trí của cái thiên thạch. Đây nè, xoay tháp pháo tới cái thiên thạch có tọa độ là bao nhiêu. Tọa độ ở đây mình sẽ sử dụng cái xe sinh và chọn cái câu lệnh thứ ba là cái tọa độ của cái thiên thạch gần nhất mà máy có thể phát hiện. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Hai câu lệnh này hầu như sẽ gắn với nhau. Gắn với nhau để làm gì? Để nó xoay cái tháp pháo
tới vị trí của cái thiên thạch. Cái thiên thạch đó được phát hiện gần nhất. Rồi, đối với một câu lệnh này, mình mà nhấn chạy thì nó chỉ chạy một lần duy nhất thôi. Và lúc đầu và khúc sau khi thiên thạch tới rất nhiều quá thì nó sẽ không chạy nữa. Nên mình phải sử dụng vòng lặp. Thay vòng lặp ở đây, cái phần loop đó, là vòng lặp. Rồi, thầy sẽ sử dụng câu lệnh repeat, repeat và do. Rồi, do là làm cái gì đó. Còn repeat là repeat trong điều kiện nào. Bây giờ thầy chọn là repeat while, là trong khi. Trong khi đúng thì nó sẽ làm cái câu lệnh này. Rồi, bây giờ đúng lấy ở đâu? Logic nè. Kéo chữ do ra. Rồi, kéo này vào phần do. Rồi, nó sẽ lặp đi lặp lại trong khi điều kiện vẫn còn đúng. Điều kiện luôn luôn đúng nè. Thì nó sẽ làm cái này. Nó do cái gì? Nó xoay cái tháp pháo tới cái thiên thạch gần nhất. Rồi, mình bấm nút chạy nha. Rồi, sau khi bấm nút chạy, các bạn đừng có sửa code. Các bạn kéo ra hay các bạn kích vào đây á, thì chương trình sẽ không chạy nữa. Là tháp pháo sẽ quay lung tung hoặc bắn lung tung, không theo chương trình của bạn nữa. Rồi, bây giờ mình đang thấy từ đằng xa có một viên thiên thạch bay tới. Mình thấy bằng mắt mình thôi nha. Cái máy nó chưa thấy. Thì để máy thấy á, để chờ chút xíu nữa. Rồi, đây. Nó tới gần rồi đó. Rồi đó. Các bạn có thấy phi thuyền nó xoay không? Nó xoay qua vị trí của thiên thạch. Mà nó không có bắn. Nên là cái thiên thạch đang va vào mình. Đó là cái công dụng của hai cái câu lệnh này. Một cái là xoay tháp pháo tới vị trí của cái thiên thạch và mình lấy vị trí của cái thiên thạch gần nhất gắn vào. À, chuẩn bị mình xem thêm một đợt nữa nha. Rồi đó, chúng ta có thể thấy cái tháp pháo nó đang tìm cái vị trí của thiên thạch nào mà nó không bắn, nên là game over. Bây giờ mình sẽ lấy một cái lệnh trong mô của mình mà mình thích, đó là lệnh bắn. Rồi, đây xuất ra. Nhưng mà đây không phải là bắn từng viên. Có cái câu lệnh này là bắn một viên là không phải. Cái này nó chỉ ra là cho súng là bắn hoặc là ngừng bắn. Khi mình ra lệnh bắn thì nó bắn liên tục. Rồi. Ở đây mình chọn cái logic là true. Put true là có nghĩa là nó bắn. Rồi, gắn vào đây. Để nó làm gì? Rồi, nó sẽ xả đạn liên tục luôn. Xả ra khí nào hết đạn thì thôi. Rồi, hết đạn rồi. Nó không làm được gì nữa. Đây có lệnh bắn. Giờ bấm nút lại. Nó quay lại từ đầu. Nó lại xả 30 viên đạn. Rồi nó lại hết. Bây giờ mình phải làm gì? Khi hết đạn thì mình nạp đạn. Rồi, cái phần này là cái phần nhiều bạn mong muốn nè. Nhớ, chú ý cho kỹ. Rồi, cái câu lệnh thứ hai, reload, là nạp đạn. Ví dụ, thì bỏ cái nạp đạn vào đây, thì chuyện gì xảy ra? Ngắm, bắn, nạp. Rồi, chúng ta có thể thấy không? Bắn một viên, nạp lại liền. Bắn một viên, nạp lại liền. Nhưng mà nó không còn bắn nhanh như ban đầu nữa. Tại vì nó tốn 2 giây để nạp đạn. Đây các bạn đã thấy không? 29 nè. Luôn luôn là 29. Là nó bắn một viên, nó nạp lại rồi. Nó bắn thêm viên nữa. Rồi, bắn chỗ này là bị thiên thạch va vào người rồi. À, cái lệnh reload là lệnh nạp đạn nha. À, các bạn hãy nhớ phải lặp đi lặp lại nha. Chứ không có cái repeat này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy thử cho các bạn xem nha. Kích cái. Rồi, nó sẽ tìm. Xong nó sẽ bắn. Nó reload. Hết. À, tới bây giờ nó hết đạn. Mà nó không chạy lại nữa. Nó không chạy lại phần này nha. Chạy một lần rồi thôi. Muốn chạy lại, mình phải có lặp lại. Lúc.
Rồi. Mình đã biết câu lệnh số 1, số 2. Bây giờ là câu lệnh số 3. Số 3 là fire rate, tốc độ bắn. Tốc độ bắn là sao? Sau khi bắn một viên, nó phải chờ bao lâu để bắn viên thứ hai? Ví dụ, em muốn nó chờ 1 giây mới bắn viên thứ hai là, thì tại điểm của đây là 1000. Tại đơn vị của nó là mili-giây. Cho cái vòng lặp ra lại đã. Rồi, hãy xem nó bắn nha. Bắt đầu. Đó, 1, 1, 1. À, lấy cái reload ra đã. Cho mình xem cho dễ. 1, 1, 1. Đó, tới sau 1 giây nó bắn. Ví dụ thầy muốn thành 3 giây. Đặt 3.000. Rồi. 1, 2, 3. Đó, nó bắn cái. 1, 2, 3 là nó bắn. Ví dụ mình muốn bắn nhanh, nhập số là 100. Đó, thế nó sẽ đúng chưa? Rồi, cái fire rate này là tốc độ đạn nha. Tiếp theo, đây, cái câu lệnh này rất nhiều giáo viên hướng dẫn muốn sử dụng. Đó là cái câu lệnh cho cái tháp pháo xoay, xoay bên nào với tốc độ bao nhiêu. Rồi, xoay hết mấy cái này đi đã. Rồi, cái câu lệnh này là xoay tháp pháo. Mình sẽ nối với một cái số. Số 0 là gì? Bên cái. Số 0 là tự nhiên. Rồi, để cho nó dừng bắn lại đó. Nó bắn hơi ồn. Rồi, dừng bắn là shoot point. Rồi, bấm cái. Thì nó sẽ dừng lại, không quay. Ví dụ mình muốn quay theo chiều kim đồng hồ là nhập số dương. Quay ngược chiều kim đồng hồ là nhập số âm. Ví dụ ở đây, mình muốn cho quay chặt chiều 10. Là ngược kim đồng hồ nha. Đó, nó sẽ quay thì chặt. Quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Ví dụ muốn nhanh hơn, trừ 100. Không nông. Đó, nó quay nhanh hơn nhiều. Để mình muốn quay ngược chiều lại. Rồi, dư 100. Không nông. Đó, thì nó sẽ quay ngược chiều lại. Và quay ngược chiều mà chậm. Vậy là 5 đi. Cho siêu chậm luôn. Đó, thì nó sẽ xoay siêu chậm như vậy. Rồi, để điều khiển cái tháp pháo có hai lệnh thôi, xoay trái phải hoặc là ngắm vào cái tọa độ của cái hành tinh nào đó, cái thiên thạch nào đó. Rồi, movement mình đã đi qua 5 lệnh rồi, bây giờ mình tới phần sensing. Rồi, cái nạp đạn từ nãy mình nạp liền á thì nó không tốt đúng không? Thì bây giờ mình phải xem coi còn trong kho còn bao nhiêu đạn để mình biết được mình nạp. À, bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ xin nè, mình lấy cái gas ammo này đi. Đây là số lượng đạn nè. Rồi, mình sẽ lấy điều kiện trong phần logic. Đây, if và do. Bây giờ mình nếu hết đạn là có nghĩa là số lượng đạn bằng 0. Mình sẽ lấy cái phần logic này. Yes or more là kết toán bằng không. Rồi, nếu kiểm tra đạn thấy bằng không thì nạp đạn. Rồi, nạp đạn vào. Đây, rồi. Rồi, bây giờ mình cho nó bắn. Bắn thôi. Rồi, trước khi bắn thì phải xoay tới vị trí gần nhất. Rồi, lặp đi lặp lại cái này. Rồi, câu lệnh đơn giản vậy thôi. Rồi, nó sẽ bắn liên tục. Bắn cho tới khi hết đạn. Đây, không là hết đạn rồi. Nó đang nạp đạn. Rồi, tiếp tục bắn. Rồi, nó cứ xoay vòng vòng bắn. Cho tới khi nào
nó phát hiện cái thiên thạch gần nhất thì nó sẽ xoay cái tháp pháo tới cái vị trí đó. Rồi, các bạn chờ một chút xíu nha. Thấy không? Các bạn thấy xã đạt đại mà cũng trúng mấy viên thiên thạch ở sao? Ờ, nó hơi lắc một tí nên thầy chưa thấy demo cho các bạn cho được. Đó, nó sẽ quay ra thấy là nó bán để thay đổi cái vị trí của tháp pháo. Nó tiếp tục tìm và nó tiếp tục bán. Rồi, khi mình kết thúc code đó thì nó sẽ dừng lại. Dừng lại đây là nó không chạy theo chương trình của mình. Chứ cái này nó vẫn chạy tiếp cho tới khi nào máu hết nha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ có một cái phần sensing. Câu lệnh là get health. Là mình xem cái lượng máu của mình á. Ví dụ mình in cái lượng máu nó ra đi. Rồi. Thì mình bấm nút nè. Đây, cái lượng máu đang là 100. Bắt đầu lượng máu là 100 nha. Chưa có gì xảy ra hết. Đây, lượng máu là 100. Thì mình bắt máu nó giảm xuống. À, cái đó là ghế thiều. Rồi, cái closest asteroid là mình biết rồi đúng không? Cái cuối cùng, Turret Helen là cái súng á, cái đá pháo á. Nó ở góc nào. Ở đây mình sẽ chia ra thành 360 độ. Thì nó đang nằm ở cái góc nào. Thì sẽ xóa cái này. Để bỏ này vào và cho nó quay chậm chậm thôi. Rồi các bạn hỏi cái câu lệnh này nè, Turret velocity nè, là cái gì? Cái này là xoay tháp pháo theo chiều nào, với tốc độ nào. Đó, ví dụ thầy theo chiều kim đồng hồ với tốc độ là 5 đi. Bỏ vô đây. Bấm nút. Đó, nó sẽ xoay từ từ. Đó. Thì ở đây mình có là nó giảm dần dần từ cho 360 nó giảm quay về không là hết một vòng. Đó. Ví dụ như là pháo nó quay qua mặt mình là ở 180. Rồi, nó giảm từ từ về không. Rồi. Đó. Đó là chức năng của chính cái câu lệnh mới. Còn lại, chúng ta bắt buộc phải sử dụng các câu lệnh ở phần logic. Cái câu lệnh điều kiện nè. If do well, nếu điều kiện là gì, đúng thì làm phần do, sai thì làm phần else, đó, vân vân. Vòng lặp, repeat. Rồi cái phần biến số, phần test hoặc phần list, vân vân. Đó, thì mình sẽ sử dụng những cái kiến thức này để mình lập trình, ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Góc là đây nè, ở đây nó là có số lẻ thôi chứ không phải là nhiều số đâu, nó chỉ từ 0 cho tới 360 độ thôi, cái đó là góc nha Tiến. Rồi làm sao để làm rào cản để cho nó không quay tiếp. Ví dụ nha, thầy cho nó xoay tới cái góc 5 độ thì nó xoay ngược lại, rồi xoay tới cái góc 5 độ nữa thì nó xoay ngược lại nữa là xong. Mình sẽ sử dụng câu lệnh logic nè, nếu cho xin nè. Rồi đây logic nè, lấy cái dấu này ra, ví dụ lớn hơn nè, nếu cái này lớn hơn 5 độ thì sao, thì mình sẽ cho cái này nó xoay nè.
Cái này là xoay tốc táo nha. Đó, xoay qua hướng ngược lại. 5 độ là bên này. Thì mình phải thay theo chiều kim đồng hồ đúng không? Xoay theo chiều kim đồng hồ này. Đây. 5 đi. Ở đây là tầm 10 đi. Nó lớn hơn 10 á. Thì xoay theo chiều này. À, nhưng mà lớn hơn 10 á, ví dụ như là bên này là 360 nè, thì nó vẫn xoay theo chiều này, nó hơi sai. Bây giờ mình phải sử dụng câu lệnh and. À, nếu nó lớn hơn 10 mà nó phải nhỏ hơn 90 chẳng hạn, 170 đi. À, nếu đó như vậy thì nó sẽ xoay theo chiều này và tốc độ là 5. Tương tự, copy ra một cái nữa. Rồi, thay đổi cái số này. Nếu lớn hơn 10 và nó nhỏ hơn 170. Còn này là bên phải. Nếu nó lớn hơn 280 đi. Lớn hơn 280 được rồi. Nó sẽ xoay qua chiều ngược lại. Thì mình sẽ thay với tốc độ 50. Tốc độ đây là chiều 50 đi. Xoay qua xoay lại không nha. À, bây giờ mình sẽ chọn repeat ở đây. Nó rất là chu. À, chạy ra đây. À, đó, nó đang lắc đó. Các bạn thấy không? Nó sẽ lắc qua lắc lại. À, đây là cái rào cản ha. Từ cái thông số góc, mình sẽ làm điều kiện. Mình sẽ cho nó xoay. Đó. Tương tự như vậy. Rồi. Với 9 câu lệnh thì thầy đang đã nói cho các bạn biết chức năng hết rồi. Ai còn câu hỏi hay thắc mắc gì không? Nhắn vào phần chat nhé. Rồi. Reload thầy đã nói rồi nha. Cái phần quay 11 hay là 10 á, mà nó không chạy á, không phải là nó không chạy, mà là nó có quá nhiều hành tinh quá, nên là cái việc của con nó chậm thôi. Rồi bạn nào có câu hỏi nào thì mình nhắn nha. À, thầy nhớ rồi, khi mình làm á, mình nhấn F5 á, là nó sẽ mất hết code, nên mình sẽ lưu lại bằng cách như sau. Mình chọn Save as Project nè. Với những cái code mình đã có ở đây ha. Mình chọn Save as Project. Sau đó nhập tên. Ví dụ như là test lần 1. Rồi. Tạo. Nhấn Create. Chờ một chút. Rồi. Nó ghi là Create. Ok. Rồi. Thì mình xóa cái code đi. Rồi. Mình đang ở giao diện trắng nha. Mình muốn thêm cái code cũ vô. Mình chọn import. Rồi mình chọn chữ test lần 1. Rồi mình chọn import. Rồi. Đó. Code cũ đã xuất hiện. Rồi mình chỉ cần chỉnh sửa lập trình thôi. Khi mình nhấn chạy á, thì điểm nó sẽ quay về. Ví dụ điểm này đang 100 nha. Kích chạy. Nó về không. Rồi điểm lần nào của các bạn cao nhất, thì nó sẽ lấy điểm lần đó. Rồi. Rồi, đọc hình có hỏi máu có nạp đầy lại được không? Máu sẽ tăng dần dần nếu mình không bị thiên thạch ra vào. Có nghĩa là nó hồi dần dần á, chứ nó không có nạp lại đầy đâu nha. Rồi, bạn nào không có câu hỏi nào thì có thể out ra bình thường. Rồi, có thể lập trình ha. Rồi, bạn nào muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Rồi, cái đó là chỉ là cái ví dụ của thầy thôi nha.
tối đa, không có số quay tối đa. Rồi cho các bạn cái code này luôn. Rồi đây, đây là quay góc. Rồi các bạn nhớ có điều kiện nha. Đây, đây là quay phải quay trái. À, tới cái móc nó tự động dừng lại. Đây, quay trong một phạm vi đây. Nếu nó lớn hơn 10 độ thì nó sẽ giật ngược lại. Còn qua bên này, nếu nó lớn hơn 280 thì nó sẽ giật ngược lại. Đó. Rồi. Không có quay tối đa nha. Cứ hết lượt này sẽ có lượt khác. Làm sao mình được nhiều điểm nhất? Những lượt sau sẽ khó hơn con lượt đầu. Rồi, Phạm Thế Vinh nói phi thuyền xoay nhanh quá. Thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này nè. Stress velocity á, cho về số nhỏ thôi. Thì nó sẽ xoay chậm lại. Rồi, các bạn hỏi làm lại được không? Làm lại thoải mái nha. Mình cứ thấy cái code mình chưa đúng lắm, mình sửa lại code, mình nhấn run lại. Cứ đợt nào cái điểm mình cao thì người ta hệ thống sẽ lấy cái điểm cao của mình. Rồi, còn ai có câu hỏi gì không? Ai có hỏi thì đi vô khung chat nha. Rồi, có mấy bạn bị lỗi gì đó trong cái phần nạp đạn. Các bạn nhớ nha, nhớ sử dụng vòng lặp. Cái vòng lặp ở đây á, nó có repeat nè. Bao nhiêu đó, time, là có nghĩa là repeat bao nhiêu lần. Còn cái repeat ở dưới á, là có while, hoặc là until, là nó sẽ gọi là repeat, lặp lại nè. Trong khi cái điều kiện này đúng thì nó làm. Thì trong lúc nó đúng thì nó cứ làm thôi. Sai thì nó nhảy ra. Nó làm câu lệnh tiếp theo. Còn anh tiêu á là repeat cho đến khi cái lệnh này đúng. Thì nó đi ra. Nên là các bạn xài muốn lặp lại liên tục á. Thì sử dụng cái lệnh này nè. Repeat while true. Rồi đó. Là sẽ lặp lại liên tục. Các bạn lặp lại theo số lần á thì nó sẽ được vài lần rồi nó ngưng à. Rồi, đối với những bạn á đi tới mấy cái quay xa xa 10, 12 gì đó thì cái số lượng thiên thạch nó rất là nhiều. Có những cái nó chạy không đúng cái mong muốn của các bạn là do nó có quá nhiều thiên thạch nó đang ở đây. Nó đang ngắm được cái thiên thạch gần nhất. Thì nó thấy cái kia bay nhanh hơn. Nó gần hơn. Cho nên là tàu nó sẽ lắc qua lắc lại. Và nó chưa kịp bắn nữa. Nên các bạn phải code làm sao cho nó bắn. Xong rồi nó mới quay chỗ khác. Đó. Rồi, còn có ai có câu hỏi gì không?
À, có bạn hỏi là thi hết mấy vòng tự luyện mới được thi. À, không phải nha. Cái vòng luyện tập á, để giúp cho mình tư duy logic, biết cách sử dụng các vòng lập, biết cách sử dụng logic, biết cách sử dụng các toán thôi. Chứ còn mình chỉ cần giải ở đề ở đây thôi, chứ không có bắt buộc. Rồi, các bạn hỏi chạy song song câu lệnh while true được không? Bạn muốn làm thì phải thử cho bạn xem. Đây, một cái while true bắn liên tục. Rồi, một cái while true là nạp bạn đi. Nếu cái đề bằng không thì nạp bạn. Rồi, tao nó chạy đi luôn nhé. À, cái này chưa chắc, tại vì cái xuất tru này nó chỉ cần chạy một lần thôi, thì mình phải thử thêm cái print nữa đi. Đây, mình sẽ print thêm cái góc đây. Đó, bắt đầu. Đây, như các bạn đang thấy nè, chỉ chạy cái câu lệnh reload bên này thôi, chứ nó không có print ra. Dạ, nên là chỉ có một câu lệnh thôi, một cục khối lệnh chạy, không có chạy song song nhé. Suốt nè, còn ra chuyện gì xảy ra, bấm. À, nó sẽ ưu tiên cái lệnh dài hơn, lớn hơn. Bây giờ mình xóa này đi. Chạy. À, nó sẽ print ra cái góc này. Rồi. À, mình nên sử dụng máy tính nha. Cái điện thoại nhiều lúc cái giao diện nó rất cực kỳ, nó lỗi á. Rồi, quay 8. Hết tự động reload hả? Thì đó là do code đó. Xem kỹ lại code nha. Rồi, có một bạn hỏi là có thiết lập được góc quay bằng nào không? Hay là góc quay? Nó khác nhau nha. Ví dụ như là mình muốn là góc là không độ thì mình sẽ phải quay với cái tốc độ nào đó tới không độ rồi dừng. Chứ mình không có set góc cho phi thuyền quay theo đúng góc được. Rồi, Minh Quốc có hỏi là câu lệnh print dùng để làm gì? À, để mình kiểm tra thôi con. Ví dụ mình print ra đây, mình thấy 360, thì mình biết là cái phi thuyền đang ở góc 360. Chứ ví dụ mình không print ra, mình sẽ không biết là phi thuyền đang ở góc nào, để mình code cho đúng đó mà. Còn bình thường á, lúc bắn á, thì cái print này nó không liên quan lắm. Mình chỉ print ra để mình biết là à mình đã code đúng chưa? Cái phi thuyền có quay đúng cái góc mình mong muốn không? Đó. Rồi, Vinh xem lại cái phần if mình đặt ở đâu nha. Ví dụ nha. Ví dụ đây là nạp bạn. Reload if do if nè. Yes or no nè. Bằng không thì nạp. Rồi. Cái này
cái câu lệnh nếu thì á thì phải đặt ở trong repeat, rồi không nằm trong cái vòng lặp nào khác, không nằm trong cái điều kiện nào khác để cho nó chạy cái này nha. Ví dụ con đang bắn liên tục repeat mấy chục lần ở chỗ khác á thì nó không có chạy cái này được. Con phải xem á là chương trình nó đang ở đâu, nó chớp chỗ nào á thì nó đang ở đó. À, ví dụ đó, nó đang chớp chữ ifdo nè, là nó sẽ chạy ở trong đây, nó chạy câu lệnh này, nhưng mà nó chưa có chạy câu lệnh reload, nó vẫn chạy qua đây, mà nó chưa reload này, con thấy không? Khi nào nó bằng không, nó sáng nó chữ reload lên, là nó reload. Rồi khi nào thì game over là khi hết máu nha, cái thanh heal này của mình mà kéo xuống hết cỡ là mình thua, mình bị mấy cái viên thiên thạch ba của mình đó mà mình hết máu là mình thua. Rồi Linh Nguyễn thì gì đó, bạn Linh máu tự bơm mà máu sẽ tăng dần dần, mà mình bị nhiều thiên thạch ba vô mình một lúc thì mình vẫn thua thôi. Máu nó sẽ tự tăng, mà nó tăng ít ít từ từ. Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không? Rồi, sau có khá nhiều bạn đang gặp vấn đề về nạp đạn nhỉ. Này đây, ví dụ như đây là một cái chương trình của chúng ta. Chúng ta sẽ như thế này. Rồi. Rồi, đây, đầu tiên. 100 đi. Thầy vẫn chưa gặp trường hợp nào mà nó không có reload được. Nó chỉ reload tốn 2 giây khiến thiên thạch qua vào mình thôi. Rồi, cái video của ngày hôm nay sẽ được gửi qua group Zalo cho các thầy cô nhé. Rồi, làm sao để nhắm đúng thiên thạch mới bắn? Mình không có khái niệm là vị trí thiên thạch mới bắn. Mình chỉ có vị trí của thiên thạch gần nhất và bắn thôi. Có nghĩa là khi bắn nó không thu lại vị trí bắn. Nhưng mà khi mà chúng ta dừng lại thì chúng ta biết góc của cái tháp pháo thôi. Rồi, sâu hơn thì ở đây chúng ta có cái câu lệnh này nè. Đây, đó là một tọa độ cho mọi người xem luôn. Một tọa độ có ba biến x, y, z thì chúng ta có thể phân tích nó ra và xử lý số ở trong đó. Nó là một cái list gồm có ba biến. Đây, ví dụ như mình sẽ in ra. Rồi, sẽ tắt cái bắn đi. Rồi, nhiều có nút chạy. Thì đây, cái tọa độ thiên thạch gần nhất nó sẽ ở đây. Khi chưa thấy, nó sẽ là không. Nhưng mà khi nhìn một hồi, khi có thiên thạch rồi, nó sẽ có ba cái vị trí, cái tỷ z ở đây. Đó, mình có thể sử dụng cái phần list này
để mình phân tích cái vị trí đó và có cái hoạt động cho phù hợp, thì cái đó là chuyên sâu hơn. Rồi, Thế Vinh có điểm rồi. À, con điểm con vẫn đang tăng đúng không? Điểm con vẫn đang tăng thì chờ tới khi nào con lưu đi, mà nó sẽ cập nhật. Rồi, các bạn có thể thấy đây, có những cái số nó chạy nè. Thì đó là tọa độ ETZ. Các bạn có thể sử dụng phần list để bóc tách mấy cái số đó ra để xử lý cái số đó. Rồi, sao Thái lại không nạp bạn được? Rồi, con nhớ sử dụng Chrome nha. Các trình duyệt khác thì thầy không biết nó có hỗ trợ tốt hay không, mà Chrome thì được nha. Thầy lại cho con xem cái nạp đạn ha. Tiếp nè, con nhớ lấy đúng nha, dấu bằng nè, amo nha, đừng có lấy lộn là get heal nha. Không gắn và phải gắn vô cho đúng nha. Rồi, movement reload. Và đây thì cho bắn lại luôn. Rút nè. Hôm qua thầy để cái này chạy chạy miết vẫn được mà. Rồi, đây. À, nó sẽ bắn. Bắn liên tục. Rồi, bắn hết đạn. Thì nó sẽ chạy reload thôi. Con nhớ xem kỹ cái chỗ này là dấu bằng. Cái này là số 0. Số 0 màu tím, cái này là get some more. Rồi, repeat là qua trù. Đó, nhớ nha. Rồi, có thử y chang cái này. Bấm nút, rồi, chạy như thế nào nha. Rồi, ngoài bạn Thái ra còn ai có câu hỏi gì nữa không? À, Thế Vinh có hỏi là bấm run lại code thì quay về quay một. Đúng rồi, run lại code thì quay về quay một. Tôi cũng quay về quay một. Mỗi lần bấm run code là quay về quay một hết. Tôi thì mình cũng phải bấm run code để quay về quay một thôi. Nên khi có code mà chạy ổn á, mình phải chờ cho chạy cho tới game over. Rồi Thái, con tắt trình duyệt đi, xong rồi con mở lại nha. Cái này đang gặp vấn đề ở trình duyệt của con rồi đó. Rồi, Tiến có hỏi làm sao để tiến tập tới gần mới bắn. Mình sử dụng cái lệnh từ nãy thầy dạy đó. Em nè. Đây. Tiến tập tới gần. À, con hỏi là Thái không phải tắt zoom, tắt cái Robotify á, rồi mở lại. Rồi, cái code này là code nạp đạn nha, chứ không phải là xoay. Rồi, thiên thạch tới gần mới bắn thì không phải suy nghĩ là khi nào bắn mà khi nào không bắn, nó sẽ làm điều kiện. Nếu cái điều kiện đó xảy ra thì bắn, còn nếu điều kiện đó không xảy ra thì không bắn.
Rồi, cái code hồi nãy, tại sao nó không xoay? Tại vì nó không đáp ứng điều kiện. Rồi, thầy mở cái code hồi nãy ra. Rồi, cái nào ta? Những cái vô 1. Rồi, không phải. Test vô 1 không? Rồi, phân tích cái code cho các bạn xem chút xíu nha. Code thì các bạn phải hiểu, thì các bạn mới làm được. Nhưng phải các bạn lấy cái code của ai đó và bỏ vào bàn mình là chạy y chang đâu. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy cái test là một này ra. Rồi, cái xoay qua xoay lại này đúng không? Thầy sẽ giải thích nè. Khi ở cái góc từ 10 cho tới 170, lớn hơn 10 nè, nhỏ hơn 170 nè, thì nó sẽ quay theo chiều này. Nếu lớn hơn 10, lớn hơn 280, hai cái này lại á thì là chỉ có lớn hơn 280 thôi. 280 tới 360 á thì nó không có số lớn hơn, nó sẽ quay theo chiều ngược lại. Vậy ví dụ từ 0 tới 10 hoặc từ 170 cho tới 219 đi, thì cái đó nó đâu có điều khiển gì đâu, thì nó không có chạy thôi. Cách đơn giản nhất á là con cho tất cả các góc đều xoay qua bên phải, tất cả các góc bên phải đều xoay qua bên trái, nó sẽ quay qua hai góc thôi. Đúng rồi, repeat một triệu lần thì trang nó đứng yên, thì tại nó lag, nó chạy không nổi. Con cứ để cho qua true đi là nó chạy được cả. Con ghi số 1 triệu thì nó phải phân tích cái số 1 triệu đó rồi nó đếm. Rồi, mình còn 2 phút nữa. Các bạn còn lại, các bạn khác có gặp vấn đề gì không thì hỏi đi, thầy sẽ giải quyết nha. Rồi, cái phần mà cho các bạn luyện tập á thì có những bài có liên quan tới list, các bạn có thể vô đó làm để xem cái list như thế nào ha. Rồi, bây giờ thầy ví dụ một vài cái của trong cái list cho bạn lên nha. Rồi, list này thì sao? Có một cái câu lệnh mà thầy hay xài. Đây là cái câu lệnh length of list, là cái chiều dài, là cái số lượng phần tử ở trong cái list này á. Các bạn có thấy từ nãy cái tọa độ của nó là gồm 3 số, nhưng mà khi không xác định được tọa độ thì nó có một số thôi. Mình có thể lấy cái tọa độ này gắn vô cái length of list thì nó sẽ ra cái gì. Đây, cho các bạn xem nha. Nào. À, nó sẽ ra số 1. À, nó chưa thấy cái hành tinh nào hết thì nó sẽ là số 1. À, có một phần tử ha. Phần tử đó là không, là không có tọa độ. Nhưng mà khi nó thấy cái hành tinh nào có cái tọa độ, nó sẽ biến thành số 3. À, nó có 3 phần tử X, Y, Z. Thì mình sẽ dựa vào cái câu lệnh này, mình sẽ biết là nó thấy hay không thấy, nó đã thấy hay chưa. Rồi, chút xíu nha. Bay hơi chậm. Rồi, với những bạn còn lại, nếu không còn câu hỏi nào nữa thì các bạn có thể ao. Rồi, cũng 12 giờ rồi. Chúc các bạn ăn trưa ngon miệng nha. Rồi, khi nó thấy thì cái ống nhắm này nó sẽ đổi qua màu đỏ.
mình sẽ thấy số 3 xuất hiện ở đây. Rồi, này nó lâu quá. À, có số 3 xuất hiện ở đây các bạn thấy không? Thì mình sẽ phân biệt được là khi nào có thiên thạch và khi nào không có thiên thạch. Rồi, bye bye các bạn.